Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Đại Phát Finisher sẽ là mang đến cho mọi người một mẫu kệ để chén dành cho những căn bếp của gia đình Việt khác. Chúng ta cùng xem mẫu kệ để chén hôm nay rất đặc biệt nhé. Về cái phiên bản kệ để chén này thì nhìn khá là nhỏ gọn, phù hợp với những không gian bếp bé bé đấy. Thì bây giờ bên mình sẽ hướng dẫn lắp ráp một cách chi tiết để mọi người xem để lúc mọi người mua về đỡ bị bỡ ngỡ nha. Khi mới mua về thì chúng ta sẽ rất là bỡ ngỡ và không biết cách lắp đặt như thế nào. Và nhìn từ hướng dẫn sử dụng thì toàn bằng tiếng ngoài thôi, cũng rất là khó. Thế mọi người chú ý xem kỹ từng thao tác để lắp ghép tại nhà một cách dễ dàng hơn nhé. Kệ đựng chén inox cứng cáp 3 tầng siêu bền đẹp với thiết kế hiện đại bóng bẩy. Về chiều dài thì chúng ta có 4 kích thước để lựa chọn: 50cm, 55cm, 60cm và 70cm. Chất liệu của kệ này là thép không dỉ, đựng tối đa được khoảng 20-30 cái đĩa. Với chiều rộng trung bình là 25cm, chiều cao là 57,5cm, chiều cao các ngăn là 19cm. Vô cùng chắc chắn cho mọi căn bếp. Ok, thì sau khi chúng ta lắp ráp xong thì kệ chén của chúng ta hình dạng hoàn thiện như này. Cũng rất là gọn gàng thôi, phù hợp với những không gian bếp nhỏ gọn. Chắc chắn, chất liệu inox, bền đẹp. Mọi người nếu có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này hoặc là cũng như là những dòng kệ để chén khác thì hãy truy cập vào link website bên dưới phần mô tả, chúng tôi sẽ để thông tin chi tiết về sản phẩm. Đừng quên like như subscribe channel YouTube của Đại Phát Financial nhé. Xin cảm ơn.